Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là Chủ nhật ngày 20 tháng 6 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có giờ sinh hoạt Phật Pháp mỗi sáng Chủ nhật. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Trước hết là xin chúc đại chúng Happy Father's Day, một ngày lễ của phụ thân thật là đầm ấm. Dù là cha mất thì chúng ta vẫn có cơ hội thắp hương, mua hoa tặng trên bàn thờ. Nếu còn thì mình có thể gửi tin nhắn, nếu mà không thể thăm được hoặc là mình đi thăm. Pháp Hòa thấy là năm nay hơn là lễ này có một số các em đã được mời ba mẹ đi ăn rồi, tại nhà hàng được mở rồi. Thì đại chúng sáng hôm nay, trước khi mà có pháp thoại đó tiếng Việt á, thì Pháp Hòa có hai cái thông báo. Cái thông báo thứ nhất á, là cái thông báo cũ rích, cũ mà cũ tơ lâu đời hơn Pháp Hòa nữa. Đó là Pháp Hòa không có dùng Facebook. Vì vậy cho nên nếu quý vị thấy có tên cá nhân Pháp Hòa trên ở Facebook thì quý vị biết rằng cái đó không phải của Pháp Hòa. Quý vị đừng có nhắn tin vào trong đó, rồi người ta sẽ lợi dụng cái tâm tốt của mình mà người ta lấy tên Pháp Hòa mà người ta gọi là kêu gọi. Thì mới đây là có một Phật tử không biết thực hư như thế nào, rồi lên Facebook thấy tên Pháp Hòa rồi nhắn vào đó rồi nói hồi thì Pháp Hòa hứa hẹn cho tới chùa này kia nọ, rồi Pháp Hòa biểu gửi tiền về cho người thân Pháp Hòa ở Việt Nam, Pháp Hòa mượn, mà nghe nói đâu đó vị đó bị gạt hết 10.000 đô. Đó là cái người mà lấy cái tên đó là Pháp Hòa đã thông báo trên cái thông báo từ năm cái gần đây nhất là 2019 và cũng như mới vừa 2020 hay là 21 gì vừa rồi, nội trong cái năm rồi hay là năm nay đó, trong cái buổi học buổi chiều đó, Pháp Hòa cũng có nói một lần. Tại vì cái vị đó đã gọi nhắn tin cho Phật tử qua cái Messenger ở bên trên Facebook và lấy tên Pháp Hòa ra rồi mượn tiền, rồi xin tiền, vận động tiền bằng mọi hình thức. Thí dụ như là làm từ thiện nè, hay là mượn tiền cho ai nè, rồi nói là Pháp Hòa đang bận lắm, không có đi ra gửi tiền ở Việt Nam được, thôi quý vị ứng cho mượn đi, rồi ngày nào đó Pháp Hòa rảnh Pháp Hòa trả lại, vân vân. Mà Pháp Hòa đã nhắc rất là nhiều lần là Pháp Hòa không có dùng Facebook. Chùa có Facebook của chùa là cái tu viện Trúc Lâm, là các thầy điều hành cái trang Facebook đó. Mà cá nhân Pháp Hòa, Pháp Hòa cũng không có hỏi các thầy cái password để đi vào trong cái Facebook đó nữa. Thì các thầy tự điều hành rồi, có chuyện gì thì cho Hòa hay thôi. Cho nên quý vị đừng có nhắn cái gì vào trong những cái trang mà có chữ thầy Pháp Hòa, thích Pháp Hòa, sư thầy Pháp Hòa, thích Pháp Hòa có dấu, thích Pháp Hòa không có dấu. Em không có xài Facebook. Đã nhắc bao nhiêu lần mà cứ để như vậy, xong rồi ai ăn đâu chửi em không? Đó là một việc. Và gần đây nhất có một cái page Facebook lấy tên là Sư Thầy Thích Pháp Hòa, viết một cái bài viết gần 3 trang giấy quảng cáo thuốc tiểu đường. Và nói rất là bài bản và tự xưng luôn. Tại vì ở trên mạng đó họ có để là thầy Thích Pháp Hòa sinh năm mấy, tại đâu, xuất gia ở đâu. Họ copy nguyên cái phần đó, họ để vô cái bài viết. Đây, tuần lễ này Pháp Hòa nhận gần 10 cái email của Phật tử chụp mấy cái này ở trên Facebook gửi đây nè, viết 3 trang giấy. Và trong này có một cái mà coi như là tự xưng: dạo gần đây trong những bài giảng Phật Pháp và trả lời vấn đáp hằng ngày, có rất nhiều quý vị đã gọi điện thoại liên hệ và than thở với tôi về bệnh tiểu đường. Rồi một số quý vị than phiền và mất tiền cho những thầy lang không có tâm đức trên mạng. Rồi xong rồi nói là tôi nhiều năm bị tiểu đường,
Đó, Pháp Hòa tự xưng Pháp Hòa nhiều năm bị tiểu đường, uống thuốc, bây giờ nhờ cái thuốc này mà hết rồi, xưng rồi. Trong này còn nói là tôi cũng là người mắc bệnh, mới mắc căn bệnh tiểu đường này 10 năm. Tôi đã chạy chữa vái lại tứ phương mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Thuốc Tây, thuốc ta tôi đều dùng qua, chỉ có số đường huyết tôi vẫn gì đó. Rồi một lô 3 trang giấy, mà giống như là Pháp Hòa viết cái bài này để Pháp Hòa quảng cáo cái thứ thuốc này. Thì Pháp Hòa thật nói không có quan trọng, nhưng mà chỉ để cho quý vị biết, để quý vị khỏi có lầm thôi. Pháp Hòa không có xài Facebook. Có một cái Facebook nữa để là Thầy Thích Pháp Hòa, thì cái trang đó là của một Phật tử. Họ Pháp Hòa đồng ý để mở, để các em đó nó bỏ những cái bài giảng lên thôi. Rồi bên cạnh đó những bài giảng mà có những tựa đề khác, đó là do những người, người ta làm những cái bài giảng đó, người ta đưa lên. Chứ còn nội cái tiêu đề của những bài giảng không phải Pháp Hòa đặt. Pháp Hòa đặt những cái đề tựa gọn gãy, không có những cái câu mà tự đề xướng mình. Đó, mà người ta có làm những cái câu gì đó, có thể là người ta muốn hấp dẫn người nghe để cho quý vị đúng cái căn cái nhu cầu của mình, thì các vị tìm tới các vị nghe. Thì nếu mà quý vị không có ngại thì thường dùng cái từ là gì? Đạt ý quên lời. Tức là mình nghe cái bài giảng, còn chữ nghĩa đó là do những người, người ta làm YouTube người ta làm. Các thầy ở chùa không có làm mấy chuyện đó, tại vì các thầy rất là bận. Các thầy không có rảnh mà ngồi cắt xén từng cái bài giảng, đặt những cái tiêu đề. Thí dụ như là những cái tiêu đề là không nghe sẽ uổng một đời, nghe bài giảng này cười chết bỏ, cười lộn ruột, cười té ghế. Mấy thầy còn chưa biết mấy chữ đó nghĩa là gì nữa. Bây giờ không tin quý vị gặp thầy Đức Tạng, Tịnh Tạng, Huệ Tạng mà hỏi cười té ghế là gì, mà cái có thể mấy thầy hiểu theo cách thường thôi, chứ còn hiểu một cách như người Việt mình hiểu là các thầy không có hiểu. Thì Pháp Hòa xin thưa như vậy để cho đại chúng lưu tâm một lần nữa là Pháp Hòa không có giới thiệu bất cứ một cái gì, hay là nhất là vấn đề tiền bạc. Nếu mà quý vị mà ai đó nhắn tin quý vị nói chuyện tiền bạc hay là cái gì đó, quý vị nên trực tiếp gọi về chùa. Phải nói chuyện cho được chứ Pháp Hòa, chứ đừng có nhắn tin với cái vị đó rồi, nhất là ở trên Facebook. Rồi mình mất tiền thì uổng đi, phải không? Thì Pháp Hòa xin thưa như vậy. Mới đây đó, trong một cái buổi giảng, Pháp Hòa có đùa đó. Pháp Hòa mới nói thật sự là Pháp Hòa cần tiền, nhưng mà không phải gửi về Việt Nam. Đưa cái account Việt Nam quý vị để về Việt Nam. Còn thí dụ Phật tử bên Việt Nam muốn cúng dường, người ta luôn luôn người ta email trực tiếp về chùa. Rồi Pháp Hòa nhờ ai nhận cái đó, Pháp Hòa sẽ trực tiếp liên lạc với vị Phật tử đó, là tôi nhờ cái vị này nhận giùm chùa, rồi họ sẽ chuyển qua chùa. Chứ còn quý vị đừng có nhắn tin ở trên Facebook. Thưa đại chúng, hôm nay mình thông báo thứ hai đó là về vấn đề khóa tu. Thì vấn đề khóa tu là như quý vị biết đó, là có thể đầu tháng 7 này, ngày 1 tới tháng 7 này đó, thì chính phủ Alberta là mở cửa trở lại sinh hoạt bình thường. Còn giữa biên giới Mỹ và Canada thì theo thông báo thì vẫn đóng cửa cho đến cuối tháng 7. Vì vậy cho nên đó, có thể chùa sẽ có khóa tu mùa hè năm nay vào tháng 8, nhưng mà chỉ trong phạm vi của Canada. Tại vì nếu như mà thông báo rộng thì tội nghiệp quý vị bên Mỹ hay các nơi mua vé máy bay, rồi chừng đó lỡ có thay đổi nữa thì các vị lại bỏ cái vé giống như là năm rồi quý vị bỏ. Phải không? Mà bây giờ quý vị chùa cũng chưa dám xác định, rồi quý vị phập phòng lo sợ là giữa đi và không. Thì thôi để cho quý vị yên tâm. Yên tâm nhiều mặt. Thứ nhất, dịch bệnh cũng mới tạm ổn chứ chưa gọi là hết. Mà trong khi đó, cái biến thể thì nó cũng còn đang
hoành hành, cho mình cũng chưa biết tình hình như thế nào. Vì vậy cho nên thôi để cho quý vị ở xa như bên Mỹ và các nước yên tâm, thì năm nay không có tổ chức cho ở xa như bên Mỹ hay các nơi, để quý vị khỏi phập phòng lo sợ đi hay là không, mua vé hay là không mua vé. Thứ hai, nếu mà quý vị yên tâm như vậy rồi thì quý vị có thể quyết định là mình đi ở nhà hay mình đi đâu đó trong nước Mỹ. Chứ còn năm nay ở đây mình không có khóa tu, là vì chưa chắc sau cái đợt một tây mà chính phủ mở này đó, chưa chắc là nó sẽ chuyện gì sẽ xảy ra, mình không biết. Tại vì holiday sắp tới, 1 tháng 7 là holiday, thiên hạ bắt đầu bung ra. Mà hôm nay là người ta trông tháo khẩu trang lắm. Thành thử ra khi mà mở cửa rồi thì mình chưa biết gì. Cho nên thôi thì đại chúng, hơn nữa là cuối tháng 7 biên giới mới mở. Thôi thì để cho các vị yên tâm là Pháp Hòa nói trước như vậy để các vị được thông cảm. Không phải mình không làm, nhưng mà để cho, mà bây giờ mà khi mà tới như vậy đó cũng không có dám cho ở đông nữa. Ví dụ ngày xưa ông phòng 4 người, phòng 4 người mà mình còn không đủ chỗ, mà bây giờ nếu mà lên tới phòng còn có 2 người thì cái số người nó, số phòng nó bị chiếm, người thì không được bao nhiêu mà bị chiếm nữa. Cho mình có tổ chức thì cũng không có được bao nhiêu người. Cho nên thôi thì quý vị ở xa thông cảm, hè năm tới. Còn không nữa thì khóa tu mùa đông năm nay. Có thể nếu mà qua hết cái mùa hè để coi sự việc như thế nào, có thể khóa tu mùa đông năm nay tổ chức cho các em luôn. Và năm nay các em cũng không có tổ chức khóa tu mùa hè được. Thôi bây giờ mời đại chúng nghe Kinh Pháp Cú. Hôm nay mình học đến câu thứ, mình sẽ học 3 câu: 54, 55, 56, 57, 4 câu. Đây là câu thứ 54. Hương các loài hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Cái câu này ý nói là hương của các loài hoa, không có hương, không có loài hoa, không có hương nào bay ngược gió được hết. Chỉ hương của người có đức hạnh ngược gió khắp tung bay, tức là bay khắp muôn phương. Đó là một câu thứ 54. Câu 55 cái ý cũng giống giống: hoa chiên đàn già la, hoa sen hoa vũ quý. Tức là đọc ra list, đọc ra bốn loại hoa: hoa chiên đàn, hoa già la, hoa sen, hoa vũ quý. Giữa những hương hoa ấy, giới hương là vô thượng. Giữa bốn loài hoa mà vừa kể trên thì hương của người giữ giới thanh tịnh mới là cái cao thượng. Câu thứ 56: ít giá trị hương này, hương già la chiên đàn, chỉ hương người đức hạnh tối thượng tỏa thiên giới. Cái ý cũng giống. Câu 57: giữa ai có giới hạnh, an trú không phóng vật, chánh trí chơn giải thoát, ác ma không thấy đường. Đó là bốn câu. Thì bây giờ bốn câu này tuy rằng nó có một vài chữ nó khác, nhưng cái ý không có khác là sao? Dù tất cả các loài hương quý trên đời này cũng không hương nào bay được ngược gió. Duy nhất chỉ có hương của người có tu, có giới, thì hương cái đức hạnh đó đó nó mới tỏa khắp muôn phương. Đúng không? Chỉ có cái người mà người ta có cái sự tu hành, cái người ta có cái đạo đức thì nó mới tỏa ra khắp muôn phương thôi. Còn bây giờ ví dụ bây giờ mình thắp trầm, thắp hoặc là những loài hương hoa nào đi nữa thì nó chỉ phạm vi này thôi. Ví dụ bây giờ mình có một cái nén trầm thiệt là mắc tiền, mình thắp lên nó thơm cả cái phòng này, mà thậm chí nó thơm cả trai đường, thì cũng trong phạm vi này thôi, chứ không nó không thể lan ra khỏi cái chùa này được. Nhưng mà chỉ có hương người đức hạnh thì không phải chỉ ở trong cái phòng này, hay là trong ém minh tinh này, hay là trong cái thành phố đó, mà nó tỏa khắp mọi nơi. Đó, thì đó, thì cái câu này là Đức Phật ý muốn nói như vậy. Thì thưa đại chúng là trước hết
Và chúng ta nên nói một điều rằng trong đạo Phật có ba cái nền tảng tu tập. Thứ nhất là giới, thứ hai là định, thứ ba là tuệ. Chúng ta thường gọi là tam vô lậu học. Tam là ba, vô lậu là không còn lỗi lầm phiền não. Học là cái điều mình cần học, nghĩa là ba điều chúng ta cần học, cần tu để chúng ta tránh phiền não, khổ đau, lỗi lầm. Mà trước hết phải nói giới. Giới là gì? Giới là mình nói một chữ cho nó gọn, tiếng Phạn gọi là sila, có khi âm là thi la. Giới là những điều ngăn cấm, những điều chúng ta đừng làm để chúng ta không gây tổn thương cho mình và người khác. Nói đơn giản như hôm nay Pháp Hòa thường nói cho đại chúng dễ nhớ là giới là gì? Là đạo đức. Nghĩa là chúng ta không có vi phạm những điều sai quấy thì người đó có đạo đức. Mà thường thường á, giới á, và luật, giới có cái phạm vi rất là rộng. Còn luật là gì? Và luật là những cái khuôn phép mà tùy theo cái sự phạm giới của người đó mà mình xử. Ví dụ ở trong cái xã hội mình cũng thế thôi, người ta có những cái điều luật, thí dụ như là mình không được giết người, không được ăn cắp. Và thậm chí á, khi mà ai đó phạm tội giết người thì người ta sẽ điều tra và xem coi, cũng đồng là cái tội giết người nhưng mà thuộc dạng là first degree hay second degree, thì từ cái khi mà đều là phạm giới hết, tự mình làm, xúi người làm, tán đồng theo người ta làm. Đó là những cái phương thức, thì người ta sẽ dựa vào những cái đó để người ta có cái hình phạt đối với cái người phạm luật. Vì vậy cho nên á, thường nhà Phật dùng cái từ là giới luật. Giới luật. Mà giới là ai cũng, căn bản là tất cả những người sống ở đời mà mình muốn có được một cái đời sống an ổn thì nhất định người đó phải có giới. Ví dụ như á, cư sĩ tại gia muốn có một cuộc sống hạnh phúc yên ấm, Đức Phật dạy giữ năm giới. Đó là nền tảng cho người cư sĩ. Thứ nhất, không giết người hại vật. Thứ hai, không gian tham trộm cắp. Thứ ba, không tà hạnh ngoại tình. Thứ tư, không lường gạt dối trá. Thứ năm, không rượu chè cờ bạc bê tha. Thì quý vị nhìn vô năm cái giới này thì rõ ràng đâu có cái gì lợi cho cái đạo nào đâu. Mà có thể nói rằng tất cả con người ở thế gian này, ai muốn có một đời sống an ổn, gia đình hạnh phúc, thì đây là năm điều các vị cần thực tập. Thì vậy cho nên á, người nào mà có giữ giới thì tự nhiên cái đạo đức của người đó tỏa ra. Cũng giống như ngày xưa mà vua Nghiêu, vua Thuấn đi tìm cái hiền tài, mà thấy cái người đó đó sống một đời sống tốt, cho nên mời cái người đó để làm vua mà không truyền cho con của mình. Là vì sao? Vì họ biết được người đó có đạo đức. Ngay cả trong chùa cũng vậy. Ngày xưa có những vị hòa thượng á, có những người đệ tử ruột, nhưng mà vì thấy rằng đệ tử ruột của mình á, cái sự tu tập, cái đạo hạnh, cái hạnh kiểm chưa bằng cái người đệ tử tới học với mình, cho nên cuối cùng ngài cũng chọn cái người mà đệ tử tới xin mình học thôi, không phải đệ tử ruột. Không, thật ra trong Phật pháp thì ổng ai ruột ai không ruột, nhưng mà để nói theo bây giờ để cho quý vị dễ hiểu, với người nào mà đệ tử mà tới đây xuất gia với mình thì mình tạm gọi là đệ tử ruột. Còn ai mà ở xa tới mà vì cái sự ham tu cầu học thì đến cầu cái vị đó để học. Nhưng mà thường thường trong cái tâm của người tu thì thương tất cả những đệ tử giống nhau. Nếu ai mà có sự tu tập, mình đều thương giống bình đẳng. Tại vì nếu mà mình thương theo cái kiểu kia thì mình có phân biệt. Mà có phân biệt thì cái sự dạy dỗ và cái tình thương cũng như cái mình chưa đủ cái hạnh, cái đức để mà cảm hóa tất cả đệ tử.
Mà trong cái tinh thần của người thầy là tất cả đệ tử đều thương, nhưng mà mỗi một người đệ tử mình biểu lộ cái tình thương khác nhau. Có giống như mình làm cha mẹ không? Mình làm cha mẹ cũng thế thôi, con là mình thương đồng, nhưng mà hễ cái đứa nào mà nó khó khăn hơn, hễ đứa nào mà nó nghịch ngợm hơn, mỗi đứa mình thương cách khác, mình dạy cách khác. Nhưng mà đâu có thể là gì không thương. Có nhiều đứa nó thấy mình la nó hoài thì nó nghĩ rằng mình ghét nó, nhưng mà thiệt sự là không có ghét, là vì mình muốn cho đứa nhỏ đó nó tốt. Cho mình thường mà nó thường làm những điều sai quấy thì người cha người mẹ phải rầy, phải khuyên, chứ có cha mẹ nào mà muốn con mình dở đâu. Cho nên cái tình thương của cha mẹ nó cũng giống như là cái đáy biển vậy đó, thấy không? Còn cái cách mà thương đó, nó giống như là nước trên mặt hồ lăn tăn tùy theo cơn gió. Nhưng mà cái người mà người ta có cái nội tâm tĩnh lặng đó, thì cũng giống như là mặt hồ. Và cái tình thương nó cũng giống như vậy, nó vững chãi, nó bình đẳng như vậy, nó sâu thẳm như vậy. Nhưng mà quý vị thấy mặt hồ không? Có những lúc bình lặng, có những lúc lăn tăn, và có những lúc gợn sóng tùy theo gió. Và có những khi gió nó thổi thì nước nó mình thấy nó như chiều này, như lát nó như chiều kia, nhưng mà cái bên ở dưới nó không hề động đậy gì hết. Thì cũng như vậy. Vì vậy cho nên cái người mà người ta giữ giới đó là tự nhiên họ có rất nhiều những cái đức, cái hạnh mà ai cũng cảm nhận từ nơi đó. Ở trong kinh kinh Tăng Chi á, Đức Phật có đưa ra ba hạng người giữ giới. Thứ nhất, có những người giữ giới như là chăn bò, như một người chăn bò. Có những người giữ giới như những nhà ngoại đạo. Có những người giữ giới như bậc thánh. Thì Đức Phật mới giải thích nè. Quý vị biết là những người chăn bò thì người ta làm sao? Người ta đếm, ví dụ như mỗi ngày cho bò ra ăn cỏ 50 con. Rồi chiều á, đếm đủ 50 con vô chuồng là được rồi. Họ không quan tâm là con bò này nó có uống nước chỗ sạch không? Nó ăn cỏ có đủ không? Nó mập, nó ốm như thế nào? Con bò này nó bệnh ra làm sao? Mỗi con bò nó có cái như thế nào? Cái người chăn bò mà biết cách chăn bò thì không phải chỉ đếm bò ra vô mỗi ngày, hay là cứ tới giờ là thả nó ra cái bãi ruộng đó mà không quan tâm. Mà cái người chăn bò mà có quan tâm là sẽ biết được bữa nay con bò này như thế này, bữa nay con bò kia như thế kia. Rồi á, nó ăn cỏ chỗ này không được, chỗ này cỏ này độc lắm, ăn không có bổ dưỡng cho nó. Chỗ này uống nước dơ lắm, không có lợi cho con bò. Thì có những người á, thì Phật lấy cái hình ảnh mà những người mà chăn bò mà như đếm thôi, đếm bò thôi á. Thì Đức Phật nói cũng có những người giữ giới giống vậy. Giữ giới giống vậy là sao? Đi thọ giới đủ năm giới. Tôi đủ năm giới nè, tôi có chứng điệp nè, thấy không? À, rồi cái tháng nào cũng đi vô chùa tụng giới hết. Hỏi Phật tử tháng qua có giữ giới không sát sanh không? Mô Phật có. Nhưng mà không có biết những cái chi tiết, những cái tâm hành nó đang biến dạng mà mình không biết. Chẳng hạn như á, Pháp Hòa ví dụ như hay, Pháp Hòa hay ví dụ là mình nói mình không ăn cắp. À, mình nghĩ rằng mình lấy cái tay mình bỏ một đồ một túi mới kêu là ăn cắp. Ví dụ vậy đi. Nhưng mà có nhiều lúc mình ăn gian, mình tới tiệm cái mình thấy cái món hàng đó nó nằm ở chỗ cái bảng giá này rẻ đó, mình lấy cái bảng giá rẻ mình dán vô cái mình ra mình tính tiền. Thì mình có thể qua mặt rồi mình ăn người ta lợt, mình lời được 5-10 đồng đi. Nhưng mà mình đâu có biết rằng á, cái hình thức đó là một hình thức ăn cắp. Thí dụ vậy. Và thậm chí á, là mình sơ ý, mình mua hàng gì đó, mua 4 cái nó rớt vô giỏ mình 1 cái. Cái chuyện mình vô tình, vô ý không nói, nhưng mà biết thôi kệ đi, tại này nó mình đâu ăn cắp đâu, tự nó rớt vô à.
Mình biết như vậy mà mình vẫn để yên như vậy, mà trong khi đó mình có khả năng mình trả lại cho người ta. Thì Đức Phật nói cũng giống như những người chăn bò, cứ nghĩ là giữ giới vậy thôi mà không có quan tâm những cái giới mình đó, nó sức mẻ, nhiều khi nó không có break, nó không có bể nha. Ở trong giới nói hay lắm, là giới thân không bao giờ bị sức mẻ. Tức là sức mẻ là gì? Cái gì mà nó bể thì thôi quá chừng rồi, nhưng mà có những cái nó mẻ, nó bị trầy. Thì trong khi mình giữ giới, có những cái mà đôi lúc mình không có bận quan tâm, mà những cái nhỏ nhỏ đó chúng ta có thể vi phạm. Mà cái vi phạm đó đó, từ cái nhỏ đó đó, lâu ngày nó sẽ thành ra cái vi phạm lớn. Cho nên nó giới còn được định nghĩa là gì? Phòng phi chỉ ác. Phòng là phòng ngừa, phi là cái lỗi. Phòng phi là cái lỗi. Ví dụ như mình thọ giới Bồ Tát, mà trong giới Bồ Tát có một cái giới là không được nói lỗi của tứ chúng, mà nói đúng hơn là không được đi rao lỗi. Còn ai có lỗi mình trực tiếp mình nói cho người ta nghe, mình hướng dẫn người ta. Nếu mà mình biết cái đó lỗi và mình biết cách chữa lỗi, mình nói cho họ, mà bằng cái tâm xây dựng của mình. Đằng này mình không nói, mình đi rỉ tai, mình đi rao. Mình nhiều khi mình cũng vô tình mình làm cái chuyện đó, nhưng mình không biết rằng mình đang vi phạm cái điều mà chúng ta đã thọ. Thì không khéo thì cũng giống như là giới gì, như người chăn bò đếm thôi. Tháng nào tôi kiểm lại, tôi giữ đủ 10 giới, tôi giữ đủ mấy trăm giới đó, nhưng mà không biết cái làm sao cho cái giới của mình mỗi ngày nó khỏe mạnh hơn, nó tốt đẹp hơn, mà chỉ có cái hình thức giữ giới. Điều thứ hai là giữ giới như ngoại đạo. Ở bên Ấn Độ á, có những cái tôn giáo thời Phật á, họ nhất vào cái giới điều của họ, mà phải như vậy mới được, còn không được là họ làm khác ly là không được. Thì cái này gọi là giới cấm thủ. Giới cấm thủ tức là mình attach vào những cái giới đó và mình bất di bất dịch. Và cái đó nó cũng không phải là tinh thần giữ giới của Đạo Phật. Cái tinh thần giữ giới của Đạo Phật á, là chúng ta phải có ý thức về cái giới gì, lý do gì mình giữ cái giới đó. Chứ không phải, Pháp Hòa ví dụ nè, Đức Phật nói á, khi mà mình nghiên cứu những cái điều mà Đức Phật phân tích, mình thấy rất là hay. Thí dụ như bây giờ quý vị chưa đi chùa, chưa giữ giới gì hết, nhưng mà quý vị chưa hề giết trộm cắp, thì Đức nhìn thì cũng người đó đã giữ giới rồi, họ đâu có ăn cắp đâu. Nhưng mà trong cái tâm niệm mình chưa có khởi lên, vì tình thương, vì sự bình đẳng mà chúng ta đừng ăn cắp. Trong tâm chưa có khởi cái tâm niệm đó. Cho nên cái lễ thọ giới nó quan trọng đối với người cư sĩ là gì? Mình phải khởi tâm vì tình thương, vì sự công bằng trong xã hội, con nguyện không ăn cắp. Vì trong khi mình giữ cái giới là gì? Chúng ta có ý thức, có ý thức rằng tại sao chúng ta không làm điều đó. Và cái ý thức đó, đó được gọi là niệm lành. Cho nên là mỗi lần á, mà chúng ta thấy cái đồ của ai để mà vừa khởi cái tâm ý là muốn lấy, thì cái tâm ý thứ hai nó hiện lên lên đấy, không nên làm điều đó vì của người khác. Thì trong khi mình giữ giới và không giữ giới, cái tâm niệm nó đều khởi. Thì Đức Phật nói những cái người ngoại đạo ở bên Ấn Độ, thì những người đó đó họ không có màng mấy cái chuyện đó. Nghĩa là họ vô rồi giáo chủ biểu là không được làm này, là họ y chang như vậy. Pháp Hòa ví dụ ha, nếu mà trong Phật Pháp mà có vị nào mà tu niệm Phật mà cầu vãng sanh Tây Phương á, mà quý vị nghĩ rằng á, tới giờ niệm Phật là cái mặt của mình phải xoay về hướng Tây, tại vì phía Tây là chỗ Phật Di Đà, phải xoay về hướng Tây chứ xoay về hướng Đông là không được. Xoay về hướng Đông là Phật Dược Sư, Phật Di Đà không giận. Tại vì niệm Phật Di Đà là Phật Di Đà ở hướng Tây, mà tại sao không xoay hướng Tây mà xoay hướng Đông? Hoặc là bây giờ mình ở một cái phòng nào đó, rồi mình cũng phải đi kiếm cái góc nào đúng cái hướng Tây, rồi mình ngồi mình xoay vô mình niệm. Niệm như vậy thì đợi để được gọi là đúng cái phương pháp tịnh độ. Cái đó đó, một hình thức giới cấm thủ đó. Đâu có ai nói vậy bao giờ.
Cái quan trọng là niệm Phật là để tỉnh cái tâm chứ đâu phải cái hướng. Bây giờ nếu mà anh xoay đúng hướng Tây đi mà cái tâm anh nó cũng loạn xạ thì hướng Tây cũng chẳng giúp gì được. Cho nên á, mình giữ giới á, cũng giống như có những vị, thí dụ như bây giờ mình bữa đó mình ăn chay, mình ăn chay là mình phải giữ, phải không? Nhưng mà mình đừng có hình thức quá, mình đừng có cứng ngắc quá. Đi vô trong một cái chỗ làm, ngày nào cũng ngồi ăn cơm với những người bạn, tự nhiên bữa đó tới giờ ăn chay, cái mấy chị để cái thức ăn mặn của mấy chị coi chừng gấp văng qua đây nè. Trời ơi, bình thường uống cả chén nước mắm vậy, bữa nay ăn sợ văng giọt nước mắm. Thì mình giữ giới kiểu vậy đó, thì người ta sẽ nhìn mình, ta nói tu hình thức quá. Đó là giới cấm thủ. Hay là bình thường mình đi sắm một cái bộ nồi để dành nấu chay, cái chén để dành ăn chay, đôi đũa để dành ăn chay, cái thớt để dành ăn chay. Ăn xong rồi cái là rửa lau bỏ một thùng cất hết, cái 14 rằm cái đem ra nấu, rồi qua 16 cái đem cất. Vậy mà không có hai bộ răng. Nếu mà chén dĩa khác thì phải có răng khác chứ, tại vì có bữa răng đó nhai thịt, có bữa nào răng nhai rau. Nếu mình sắm đủ chén dĩa hết thì răng cũng phải sắm hai bộ. Thì giữ giới như vậy, Phật gọi là giữ giới như hình thức của ngoại đạo. Không có, thưa đại chúng, tinh thần giữ giới của đạo Phật phải qua bốn chuyện: một, khai; hai là giá; ba là trì; bốn là phạm. Khai, giá, trì, phạm. Ví dụ gần đây á, nhiều người nhức mỏi, mình có được cái to thuốc rượu, mua rượu về ngâm, rồi mọi người lấy cái đó so bóp, hay là uống một muỗng canh, muỗng cà phê trước khi đi ngủ để cho nó ấm và nó dẫn, nó làm cho mình ấm xương và bớt đau nhức. Như vậy thì đúng ra là mình không uống rượu, nhưng bây giờ mình có bệnh trong người, mình đâu phải uống để say đâu, là một. Cái thứ hai, mình đâu phải uống để chơi, uống để trị bệnh mà, có muỗng thuốc. Thì cái đó là khai, nghĩa là mở. Khai nghĩa là mở, mở ra. Bình thường không có uống, nhưng bữa nay bệnh cho uống muỗng cà phê, uống đến khi nào hết bệnh thôi, gọi là khai, phải không? Khi hết bệnh rồi á là phải ngưng lại, đừng uống nữa, gọi là giá. Giá là dừng lại, ngăn chặn lại. Rồi bắt đầu đi tới thứ ba là trì. Trì là gì? Là giữ, không uống. Ai có mời ấy, bữa hôm tôi thấy uống chi có một muỗng cà phê nè, bữa nay tôi mang nguyên chai qua nè, uống cho nó thoải mái, và không, tôi uống. Trì. Nhưng mà nếu như mình lợi dụng, gọi là phạm. Hay là mình cố tình, gọi là phạm. Cho nên giới là như vậy, nhưng mà nó có cái trường hợp là khai, giá, trì, phạm. Cũng giống như Pháp Hòa hay kể, ông thầy đó, ông giữ giới là không đụng vô người nữ. Cái bữa nọ đi ngang cái dòng suối đó, cái cô đó cổ trợt chân cổ té, rồi nước nó cuốn. Ông thầy ông nhảy xuống, ông chụp cái cô đó, ông vớt lên. Ông cứu cô đó xong, để xuống, rồi ông đi. Thì cái người sư em của ông là sư đệ, nó không có nhảy xuống nó chụp. Nhưng mà nó thấy sư huynh mình á, bữa nay là phạm giới rồi, đụng vô cái cô gái đó rồi. Đi suốt từ ở Calgary về tới Edmonton, tới Red Deer rồi. Nó chịu hết nổi nên mới nói sư huynh, bữa nay sao sư huynh phạm giới vậy? Tại sao bữa nay sư huynh lại đụng vô người nữ? Hồi nãy sư huynh ẩm cái cô đó. Kêu sư huynh ông mới nói, ủa sư đệ, tôi đã để cổ xuống ở dòng sông đó rồi mà tại sao sư đệ còn giác cổ tới đây? Nghĩa là sư đệ không phải là người ẩm cái cô gái đó, nhưng mà sư đệ đã để cái chuyện đó trong đầu. Rồi thì cái cô gái đó đi theo sư đệ tới đây. Ông thầy kia, ông giữ giới đó. Nhưng mà bây giờ cái tình huống là người ta té, người ta bị nước trôi chết đây nè. Cái quan trọng là mình cứu người, chứ ở giờ phút đó mà nghĩ tới cái gì nữa, mà gọi là gì, nghĩ tới cái chuyện nam nữ. Cho dù ông thầy đó, ông đụng chạm vào thân thể cô đó, xin lỗi, giờ phút đó cổ không có tác ý gì nổi nữa hết á. Cổ chỉ, nghĩa là cổ chỉ thấy cái chết trước mắt cổ thôi.
Cho nên lỡ và ổng có đụng vào trong người cổ, cô đó cũng không có khởi niệm thích thú hay là cái gì trong cái giây phút đụng chạm đó, là vì cổ thấy cái chết trước mắt. Và ông thầy chỉ mục đích làm sao cứu cô đó, chứ ổng làm gì mà cái chuyện mà lợi dụng cái chuyện đó hay là tác ý cái giờ phút đó. Trường hợp đó đó là người biết giữ giới. Tức là mình bình thường không có chuyện gì hết thì mình giữ, nhưng có những cái chuyện mà trước mắt mình phải làm. Cái đó gọi là khai giá trì phạm. Thì Đức Phật gọi giữ giới đó là, có nhiều người ta giữ giới như ngoại đạo. Còn giữ giới như bậc thánh là giữ giới làm sao? Là các vị biết, thứ nhất là ý thức tại sao mình làm việc này. Thứ hai là từ cái này người ta phát triển nó để cho những cái giới khác nó được có mặt. Pháp Hòa ví dụ, mình giữ giới không uống rượu. Thí dụ vậy đi. Vì chúng ta giữ giới không uống rượu cho nên chúng ta phát triển được cái trí của mình. Người uống rượu thì thường lâu ngày trí quá nó mê mờ, tại vì trước mắt là uống là say, mà say là đâu có tỉnh. Thì lâu ngày nó thành ra một cái tập quá, một cái tập khí. Thứ hai, mình uống như vậy á, là không có chánh niệm tiêu thụ, nó sẽ làm cho gan, làm cho cơ thể mình bị bệnh tật. Rồi khi đó là chưa nói khi chúng ta lên cơn nghiện, không có tiền thì chúng ta còn phải đi làm những cái việc sai lầm để mà kiếm tiền uống rượu. Bậc thánh là người ta biết quán chiếu. Tại sao chúng ta làm điều này? Cho nên Đức Phật đặt cái nền tảng đó, thứ nhất là phải an trú ở trong tâm từ bi. Vì tình thương cho nên cái lúc mà quý vị thọ giới nói rất là rõ nha. Ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra, con nguyện nuôi dưỡng tình thương, không có giết người hại vật. Tự mình không làm rồi phải không? Thì kể đến là gì? Không tán thành khuyến khích, tức là không có tán thán cái chuyện đó, không có xúi biểu chuyện đó, và không có vui mừng theo khi thấy ai làm những điều đó, gọi là không có tùy hỷ, không có vui theo. Cho nên giữ giới có ba bậc Đức Phật dạy trong kinh, có ba dạng người giữ giới. Có nhiều khi mình giữ mà không biết tại sao phải giữ, thì cũng giống như là người chăn bò vậy, mỗi ngày cứ chăn kẻ đếm vô đếm ra mà không ý thức, không biết. Cũng giống như Pháp Hòa nói ví dụ, ngay cả cái nghi lễ mà quý vị làm vậy đó. Mình là người Á Đông cho nên mình có cái lễ uống trà, cho nên cúng thì hay làm nước trà cúng, nhưng mà nó đâu có phải là một cái điều bất di bất dịch. Thí dụ mình tới cái chỗ đó không có trà thì cúng nước lọc được không? Được. Tại vì mình là người Á Đông, mình uống trà thì mình cúng trà. Mình người Á Đông mình ăn đũa cho nên mình cúng đôi đũa. Chứ ví dụ bây giờ mình là người Ấn Độ thì đũa đâu cúng. Cho nên cái chuyện cúng đó là mình ăn gì cúng nấy. Cái văn hóa của mình như thế nào mình để như vậy. Cái văn hóa của mình là cái gì nó cũng phải ngay ngắn, cho nên bình hương là để ngay giữa. Nhưng mà quý vị đi qua Ấn Độ, đi qua Tích Lan, đi qua Campuchia thì quý vị sẽ không thấy cái trường hợp đó. Mà bình hương, cấm hương, cấm hương á, người ta có thể để một bên cạnh tượng Phật chứ không nhất thiết phải để ngay giữa. Người ta miễn sao là người ta có một chút gì xong cái hương thơm là người ta cúng dường. Rồi cái văn hóa của mình là mua hoa để vô bình, hay là mình cấm những bình hoa. Nhưng mà ở bên đó có những cái văn hóa người ta là cúng Phật bằng những cái vòng. Người ta đến người ta để trên chân tượng Phật, người ta đeo vô tượng Phật. Rồi và thậm chí người ta mua mấy cái hoa này người ta để nằm ở trên cái tượng thôi, chứ người ta không cắm vô nước giống như kiểu của mình. Cho nên mình hiểu được cái tinh thần đó thì giữ giới mà không hoàn toàn khổ đau gì hết. Có những người giữ giới mà khổ lắm. Đó là lý do tại sao họ sợ thọ giới là vậy. Họ sợ quy y lắm, sợ giữ giới lắm. Tại vì họ nghĩ rằng á, thà là đừng giữ
đừng thọ, thọ xong rồi phạm cái tội. Cho nên đó, họ mỗi họ thọ năm giới mà giống như đeo năm cái gồng, cái còng trong người vậy đó. Thưa đại chúng, bây giờ Pháp Hòa ví dụ như một đời, bây giờ quý vị cứ tưởng tượng đi, cái xã hội này mà nếu không ai giữ luật lệ gì hết thì còn gì nữa. Đi đường phải giữ luật đi đường chứ. Chỗ nào cho xe đạp đi, chỗ nào mình được quẹo, chỗ nào mình được đi tới chứ. Rồi đi tới cái chỗ nào mà trường học là phải chạy bao nhiêu chứ. Thì đó là luật lệ của chính phủ đó, mình phải làm theo. Thì đạo pháp cũng thế, tâm thức con người cũng vậy, nó phải có cái gì để nó điều chỉnh để con người chứ. Chứ nếu mà chúng ta sống mà từ ở ngoài đời cho đến trong đạo không có một cái luật lệ gì hết thì còn gì nữa. Cho nên mình đi vào một công ty làm việc cũng phải có nội quy của cái công ty đó. Cho nên ngoài giới luật ra đó, chùa còn có một cái bản nội quy riêng cho cái ngôi chùa đó. Để làm chi? Hầu thúc liễm tất cả mọi người để họ có một cái đời sống thẳng lối. Cho nên có một vị người ta, Đức Phật cũng có dạy, họ muốn biết cái người đó làm sao, cái cơ bản nhất cứ nhìn vô cái giường ngủ của họ biết. Sáng ngủ dậy có xếp mền không? Có làm cái giường cho nó ngăn nắp lên không? Hay là họ nghĩ sao? Trời ơi, xếp làm chi, rồi lát cũng lên nằm ngủ nữa, tối cũng ngủ nữa, xếp chi. Cho nên suốt năm suốt tháng cái giường họ không bao giờ có cái sự ngăn nắp, tại vì họ cứ nghĩ tối xài nữa. Như đó thôi là mình hiểu tâm tư mình, cái người đó thường suy nghĩ gì. Cho nên á, ba cái câu này, xin lỗi, bốn câu phải không, Đức Phật dạy, thì nó không ngoài cái chuyện gọi là một người có tu có đạo đức do giữ giới. Mà từ cái sự giữ giới nó sanh cái định. Định là gì? Là sự định tĩnh. Rồi từ cái từ định tĩnh nó phát sanh trí tuệ. Cái người mà hốt hoảng sợ hãi, trí tuệ không có. Tại sao? Vì không có đủ tư duy, không có đủ tầm nhìn, không có đủ thấy xa. Cho nên á, thiền định á, rất là quan trọng. Mỗi ngày phải tập. Đức Phật dạy có ba cái điều mà có thể tập. Một là bố thí nè, hai là giữ giới nè, ba là thiền định. Hôm qua hay nhắc mấy thầy á, lỡ bữa nào đi học, học bài nhiều quá không có giờ lên tụng kinh, thì tối á, tìm giờ lên ngồi thiền 20 phút cũng được, nửa tiếng cũng được. Thỉnh thoảng Pháp Hòa lên chánh điện thấy thầy Huệ Tạng, lúc này thầy học dữ lắm, tối thầy kiếm góc thầy ngồi. Mà những lúc như vậy trong vòng, trong lòng Pháp Hòa vui lắm. Tại vì Pháp Hòa biết rằng á, khi mình học, mặc dù mình chú tâm vào cái chuyện học, nhưng mà khi dù mình chú tâm, nhưng mà trong sự chú tâm nó vẫn có sự phân tâm. Chỉ có khi nào cái giờ giấc chúng ta định tĩnh, thiền quán, nó làm cho cả thân tâm mình tĩnh lặng. Nó làm khi mà tâm tâm tĩnh lặng thì trong người mình nó có một cái sự khinh an lạ lắm. Khi tâm mình tĩnh á, là cái thân mình nó nhẹ nhàng, thân thể mình nó nhẹ nhàng, và cái tâm của mình nó sáng. Từ đó mình xác định một điều, có định là có tuệ. Có định là có tuệ. Bây giờ Pháp Hòa đưa một ví dụ như mình không có phạm pháp, không có làm gì hết. Ai có tới nói gì mình không hốt hoảng. Lỡ mình đang làm gì sai, coi trời ơi, ai đứng sau mình kêu tên mình cái, mặc dù họ không thấy cái gì nhưng mình run cầm cập, xanh mặt hết. Tại vì lúc đó mình đang làm một cái điều gì đó hồi hộp, sợ lắm. Còn mình không có làm gì sai, bất bình thường, rất bình thường. Cho nên bốn cái câu này cũng không có cái ý gì khác là tất cả các hư hương thơm, không hương thơm nào bay được ngược gió, chỉ có hương của người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Thôi thì đó là cái ý của bốn câu kinh Pháp Cú hôm nay. Xin cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng cuối tuần an lạc.